Thì con này đây mà. Thôi thôi thôi, mới đi. Tít ơi. Đây, đây, đi 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 đi. Không cho quay phải lại cam. Lễ hội Thác Bản Dốc năm 2022 và 2023 vẫn được cái này. Hình ảnh trải nghiệm mới trong đậm rừng ngao. Mình không cho mình bay flycam nhưng mà bọn Trung Quốc thì nó lại ngó từ trên cao xuống nó nhìn. Hay khai thác chung. Đứng thẳng đây rồi con. Hả? Vẫn bẻ đây. Bẻ đi một tí cho nó ấy. Bỏ cái ấy ra. Và mệt mà vẫn còn ngồi chơi game được trên xe. Tôi muốn cái này được chạy nữa, muốn cảm giác đút tay vào túi áo cho nó ấm. Ok kìa đấy. Con nhìn đi kìa, bên kia là Trung Quốc kìa. Đấy. Mấy ông Trung Quốc kìa. Đi lên này con. Thì đi đường núi hơi mệt đúng không? Đúng không? Ngồi trên xe hơi mệt đúng không? Giờ cái thôi nằm ngủ giấc cũng đỡ. Đấy, suối đấy. Có cá không nhỉ? À có con ạ. Hôm nọ con đi bắt cá ở suối, con có nhớ cái hôm đấy không? Có ạ. Con nhớ cái hôm mà. Không có xuống. Hay mà đi ra mất cá này. À, đấy con xuống suối này. Đấy. Ra tận đầu. Đấy đi một đoạn ra, nữa thì sẽ thấy cái thác. Ra tận đầu. Hả? À? Ra tận đầu để mua bắt cá. À. Ra đâu mà bắt. Ra lên ra thác ở trên kia nhá. Ra thác ở trên kia. Vâng, đấy, thác trên kia. Tất cả mấy thằng mấy thằng tàu cả đấy, thấy chưa, nó làm cái đường trên núi đấy. Bố vẫn còn điện ở đằng kia kìa bố ơi. Vâng. Đấy, đây là thác nhỏ. Cái này ta bay lên trời đấy.
kia gọi là thác đấy. Ra kia mới thấy thác to. Ở đây có dịch vụ cho thuê áo chụp ảnh sao đây. Đấy, có nhìn thấy ra thác chưa? Đấy, đẹp không? Đấy, mùa này nó ít nước này. Bây giờ mùa kia thì có nước cơ kìa. Bố ơi, mùa kia thì có đầy nước kìa. Vâng, mùa mưa thì nước nhiều lắm. Con sống nước kia nhiều lắm rồi. Mùa mưa thì nước nhiều tầng luôn. Không phải bố ơi. Đấy, chúc mừng xuân năm mới xuân con mèo. Xuân Quý Mão. Con mèo cầm đồng xu. Con mèo cầm một đồ chơi đồng xu. Vâng. Con mèo gì kìa. Cười xe xe. Vâng, đấy, đúng rồi. Nhiều con mèo cũng xấu hơn bố. Vâng. Con mèo nào cũng xấu hơn bố. Thác Bản Dốc. Bên xa là bọn tàu khựa đấy làm cầu kính như kia kìa. Người ta có đi đây hay sao? Vâng. Đúng rồi. Tòa nó làm chủ tọa luôn. Dịch vụ bè mảng 50.000 một người. Này, đi ra này kia là cũng ra được đấy, gần thác ấy. Mát chưa? Anh Tít ra gần đây thấy khí thế quá, đi có vẻ nhanh hơn rồi. Đây, đưa cô chụp chưa? Vinh đâu, Vinh chụp ảnh đi. Thank you.
Mang ba lô lên mẹ ơi cho, mà cho mẹ, mà cho. Có, đi qua cầu kia. Anh ơi, đi sang bên đây. Đi đi, con đi đi. Con tập trung con đi đi. Con cất cậy tít đi. Anh ơi. Con đường nhìn đường con đi. Để con bước lên. Nhìn mặt ngại nha. Bơ Thế Vinh nào? Mấy ông Trung Quốc xây vọng hải đài. Ông xây vọng hải đài ông nhìn. Thôi đừng có đi sang nước Vinh. Đúng rồi, bên kia là Trung Quốc đấy. Đưa bố điện thoại bố cầm cho. Đây. Đây con đứng sát đây con rửa dài dài đi. Đây. Đây, đứng này, đứng xuống. Rồi ok. Rồi, nào chất kia. Nào chân này. Không con đừng cứ dẫm thế. Đứng lui lên đây, đứng lui. Đây. Này chân này bước xuống không? Chân này bước lên một tí. Lên một tí rồi ok, đấy để như thế bố rửa cho nhá. Nha, xong rồi con bước xa nước này nhá. Đấy con lên đi. Đấy, đi ra đi, bố nào Vinh ơi. Đấy, đứng đây bố bới chưa? Đây đứng đây. Bơi thì là bơi thuyền chỉ sát thác rồi, chỉ thế thôi. Nước nó bắn lên đi con. Thôi đứng đây thôi, đứng đây thôi. Đi gửi cho mẹ cái hình ảnh kia nhá. Hình ảnh trên kia nhá. Ok. Trên.
Ra đây con, ra đây. Nào ra đây với bố nào. Kìa, ra cho lên chụp cái cột mốc biên giới kìa. Kìa, lên chụp cột mốc biên giới kìa. Bẩn Vinh ơi. Việt Nam 836. Nào, đứng đây đây bố chụp nào, hai anh em đứng qua đây bố chụp nào, đứng qua, anh nhờ tí nào. Đứng qua đây, Vinh đứng qua kia. Nào, đứng ôm vào cái cột rồi quay đây. Ngược sáng được, ngược sáng cũng có cách chụp, ngược sáng. Rồi. Nào chụp cho bố cái nhá. Bố lên cột mốc xong rồi chụp cho bố cái. Đây con đứng được. Đấy, vẽ ra chỗ kia mà đứng kìa. Có đứng đấy. Đó, đứng đấy. Đó, con vào đi.
vào đi. Đi vào trong kia đi. Rồi. Đã đi. À, đây, 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 con kéo đuốc bước qua đây. Đấy. Đấy, đợi, mũ lên. Đứng lui đây, không có sụt đấy, nó sụt đấy, nó sụt đất xuống là ngã không đấy. Đúng rồi. Đi, thôi quay lại. Không ra đây làm gì nữa. Em ở đây nào. Đi. Đây là vặn bẽo là mất hết. Cái đá này làm gì cụ? Đá nằm trong nhà trò chơi. À. Tôi đây rồi, đây đút tôi đây này. Đấy. Rồi đi. Đi. Anh ơi, em mất điện thoại rồi, em ăn nhầm.
đúng rồi, nó có giống như con nó có sáu cái gì cho em thôi kiểu gì cô cho em thôi tất kỳ cho em một tim đi đây làm kiểu ảnh ở đây tí đây. Ra, ra chụp đứng ra. Đây chụp toàn cảnh kia con ơi. Đâu rồi? Đây phải dùng cái máy này nó mới lấy được toàn cảnh. Không chụp ngang, chụp ngang thì sao? Đây. Để cho ngựa đi qua đã. Rồi nhìn đây nè, đắm đuối à. Rồi, nhiều lắm rồi. Đấy. Giới thiệu cái gì đây? Chiêu đãi ăn mất rồi. Hồi lắm. Dịch vụ bè mảng 50 khền một mạng bê tận thác. Đã đi chậm thôi con, không phải chạy nữa.
Vâng, đi. Thôi đi ra đây, đi ra đây. Đi. Ừ, xong rồi của mình. Bye bye helicopter. 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 Bình ơi, nó gặp con đầu cho bây giờ. Ngu đó. Đi chạy chưa em anh chưa? Con đi lại bình thường, con đừng có chạy nữa để cho nó đừng có nô nữa. Cứ nô xong rồi tí nữa là kêu con mệt với con ấy.